Hôm nay kể cho mọi người nghe một trường hợp visa mới nha. Dạo này có mấy hồ sơ hay lắm, thú vị lắm. Nó không phải là kiểu ai hồ sơ mạnh rồi sau đó mình điền hồ sơ là đậu thì cái đó là mình không nói, từ đó đến giờ là không có kể. Nhưng mà kiểu những hồ sơ mà có những người rớt một lần rồi sau đó cố gắng chỉnh sửa, phân tích tùm lum tà la hết thì cuối cùng đậu. Hoặc là có cái người mà họ có hai ba công việc khác nhau thì nên chọn như thế nào và tại sao lại chọn cái cách điền đó. Nói chung tất cả đều dựa trên sự thật hết, nhưng mà bên mình đã nói chuyện với khách hàng rất là nhiều để hiểu vào họ và đưa ra cái lời tư vấn là chúng ta cần phải làm gì. For sure là bên mình đều cam kết dựa trên tất cả sự thật của khách hàng chứ không tạo ra bất kỳ một thông tin nào hết. Đây là một cái nguyên tắc. Rồi hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe trường hợp về diện du học nha. Có lẽ là bây giờ khi mà em lên cái video này thì chắc là phụ huynh của bé hoặc là bé cũng có thể là xem cái video này. Rồi ok, bên em thì lúc đó thì chị khách này chỉ reach out tới bên em là chỉ nhờ dịch vụ là làm giùm DS160 với lại là tư vấn cái phần hướng dẫn phỏng vấn. Thì thực ra khi mà bổ cái quy trình ra là DS160 hướng dẫn phỏng vấn, nghĩa là cái dịch vụ mà bên mình đã làm là làm DS160 lên cái sườn câu hỏi phỏng vấn và đưa ra câu trả lời, và bên mình cũng để cho bé tự trả lời trước dựa trên 10 10 17 câu hỏi mà bên mình liệt kê ra, và sau đó bên mình test ngược lại, chỉnh ngược lại và coi thử là cái cách trả lời như thế nào cho nó hợp lý. Thì đó là cái cách mà bên mình đã làm. Nói thật với mọi người là cái hồ sơ du học thì nó mất nhiều thời gian hơn so với du lịch nhiều, tại vì nó đòi hỏi cái độ logic của tổng hồ sơ. Độ logic nó là cái gì, nghĩa là tại sao là chọn trường đó, có người thân bên đó hay không, rồi tài chính như thế nào và cái thông tin tài chính của bố mẹ được thể hiện trong hồ sơ như thế nào và khi trả lời phỏng vấn như thế nào, và dự trù những câu hỏi mà viên chức lãnh sự có thể sẽ hỏi và làm thế nào để mình trả lời cho nó vừa chân thật mà vừa phải tự tin. Có nghĩa là có những trường hợp mà viên chức lãnh sự người ta hỏi những câu mà ngoài cái có thể là ngoài cái mình chuẩn bị, nhưng mà làm thế nào để mình vẫn thống nhất đưa nó về một cái sườn mà mình đã chuẩn bị dạng như vậy. Thì cái case này vui lắm. Bạn ấy lần đầu tiên phỏng vấn thì bạn ấy rớt. Bạn ấy rớt thì cái này nó liên quan đến cái việc operation nội bộ giữa hai bên, tại vì cái quyền hạn và trách nhiệm của bên mình thì nó khác với lại bên khách hàng, nên dẫn đến là khi lúc mà đi phỏng vấn lần một á thì nó không có được như ý, không được như ý thì fail. Thì sau đó thì mẹ của bạn có gọi điện nói chuyện với mình thì hai người thảo luận, thì bên mình thảo luận với chị ấy cũng nhiều lắm, cũng hai ba lần này nọ kia. Đối với mình gọi là nhiều tại vì mọi người biết sao không, thường thì mình nói chuyện với khách một hai lần thôi chứ mình cứ không có dành rất là nhiều thời gian nghe mọi người kể lên kể xuống kể qua kể lại. Thì nói thật là bên mình có nhiều khách hàng quá mà không lẽ ai mình cũng nghe vậy hết, nên là thường thì mình chỉ nhìn những cái điểm chính của hồ sơ là mình đã có thể là biết được rằng là ok hồ sơ này nó nên như thế nào rồi. Nên là mình rất là ít khi nào mà gọi điện cho khách nói qua nói lại hoặc là khách gọi điện như mình nói lên nói xuống. Nhưng mình nghĩ là đối với cái trường hợp này thì mình cũng rất là hỗ trợ bé, tại vì mình thấy là bé là một người rất là tiềm năng. Nhìn cái hồ sơ và nghe cách bé nói chuyện với mình thì mình cảm thấy là ok, bạn bạn này bạn bạn xứng đáng để đi du học. Nên bạn rớt thì mình cũng buồn, thì mình cũng quan tâm hỏi là mình cũng quan tâm đến cảm xúc của bạn là ngày hôm đó bạn có buồn hay không này nọ kia. Nói chung là bạn ấy là thuộc vào thế hệ trẻ thì mình cũng muốn là những bạn trẻ có một cái cơ hội đi du học. Những bạn trẻ bạn ấy xứng đáng mà, bạn học tiếng Anh điểm cũng tốt mà bạn cũng rất là lễ phép với mình, nên mình nghĩ là bạn xứng đáng. Thì sau khi mình với mẹ bạn phản thảo luận qua lại lên xuống cũng mấy lần thì cuối cùng mới chốt là sẽ phỏng vấn lại thêm một lần nữa, thì bên mình hỗ trợ free lần hai. Bình thường nói thiệt là khi mà free lần hai thì bên mình chỉ hỗ trợ là điền lại hồ sơ, suy nghĩ coi thử là còn còn có thể làm được gì hay không. Và thường quy trình lần hai thì nó rất là easy nên là bên mình thường hay free. Nhưng mà trong lần hai này thật sự là bên mình cũng cũng hướng dẫn làm thêm các bước khác, cái này thì chị nội bộ không thể chia sẻ mọi người được, nhưng mà cũng làm thêm các giấy tờ khác rồi cũng phân tích, rồi mình cũng coi các hội nhóm coi thử là có những người mà có những trường hợp mà giống như bé thì đã xử lý như thế nào, và có điều gì mình có thể học hỏi hay không. Thì cuối cùng mình với mẹ bé vẫn chốt rằng là bây giờ chúng ta còn thêm một cơ hội nữa thì mình sẽ cố gắng thêm lần này nữa, mình sẽ do the best là book lại phỏng vấn bay ra Hà Nội. Bé sẽ như thế nào, mình sẽ như thế nào, mẹ bé sẽ như thế nào, và đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Có nghĩa là thà mình cố gắng để lỡ như mình có rớt một lần nữa thì ok tôi đã cố gắng và tôi rớt, còn nếu mà ngày hôm nay mình không cố gắng thì sau này có thể mình sẽ nhìn lại là có lẽ là ngày mình sẽ nhìn lại và mình sẽ tiếc là có lẽ những ngày đó mình cố gắng thì định mệnh của mình đã đi một hướng khác. Không nói là định mệnh tốt mình sợ định mệnh xấu, nhưng mình chỉ nói là cái con đường mình đi nó sẽ theo một hướng khác.
là hai chị em quyết định là ok sẽ cố gắng thêm một lần nữa vì bạn đó, vì con của mình đấy, thì cũng cố gắng thêm một lần nữa. Thì khi mà cái ngày đi phỏng vấn thì bữa đó thì mình quá là bận đi nên là mình cũng không nghe, mình cũng không có theo dõi được cái kết quả. Thì sau này mới biết rằng là bạn ấy nhận được cái được viên chức lãnh sự giữ lại hộ chiếu và ấy được chấp thuận visa. Thì nói thiệt với mọi người là nếu mà nhìn lại tổng quá trình mà mình giúp thì cũng không đúng, tại vì nó là dịch vụ mà, cái giao dịch mà mình hỗ trợ, thì nói thiệt là cái cách mà mình gọi, mình nói thiệt là mình dành nhiều thời gian hơn so với những cái hồ sơ khác. Không hiểu là vì lý do gì, nhưng mà có lẽ là do là các bạn trẻ, các bạn thế hệ trẻ, và mình rất là muốn hỗ trợ những gì mà mình đã từng biết, những gì mình đã đi qua, hoặc là những cái kiến thức của mình để hỗ trợ cho các bạn ở mức nào thì hay mức đó, để các bạn có thể có một cái chọn được một con đường du học mà các bạn muốn. Là nếu mà nhìn lại thì mình cũng cảm thấy là ok, mình đã làm được một chuyện là hỗ trợ được cho bạn ấy. Welcome to the US, welcome to the US, đi học. Đấy, nên là đây là một cái case rất là vui, là nó là đi qua cái sự nỗ lực của các bên. Cũng rất là appreciate cái sự kiên nhẫn của từ hướng mẹ của bé, hướng khách hàng, để hai bên thông cảm lẫn nhau. Tại vì có những lúc mình bận và mình không nghe điện thoại được, hoặc là mình phản hồi tin nhắn bị chậm, nhưng mà mình nhìn hồ sơ rất là nhanh. Nên là nếu mà mọi người muốn thì mọi người có thể là draft cho mình cái thông tin hồ sơ của mọi người, là draft càng chi tiết càng tốt, đưa cho mình càng chi tiết càng tốt thì mình phân tích nó nhanh hơn. Ở đây thì không phải là phân tích là đậu rớt, phân tích ở đây là mình hiểu được hồ sơ của mọi người, và dựa trên cái kinh nghiệm và kiến thức của mình thì mình sẽ đưa ra cái ý kiến được cho mọi người, là ý kiến của mình ha. Nó không có nghĩa là nó đúng hay sai đâu mọi người, mình chỉ nói là tới ý kiến của mình, và mọi người có thể lấy nó để làm tham khảo hay là làm gì đó để mọi người ra quyết định. Còn nhiều cái trường hợp visa khác lắm, thì sorry mọi người là dạo này mình cũng hơi bận, nên là mình sẽ cố gắng là sẽ kể cho mọi người nghe các trường hợp khác, nó thực sự là rất là thú vị. Ví dụ như cái trường hợp mà mạnh rồi á, mà pass cái visa thì đó, vậy mình đâu có kể đâu, hoàn toàn không kể. Nhưng mà cái những cái trường hợp mà mình phải nỗ lực và kiểu ngồi suy nghĩ vậy nè, ngồi suy nghĩ cần làm gì, cuối cùng họ pass, thì cái đó thì nó rất là vui, là rất là muốn kể cho mọi người nghe.